phòng ha, mua bán ký công chứng sang tên sổ đây. À, sổ mua bán nghiêm chỉnh nha. 3,5 m nhân cho 3,5 m nhân cho 6,5 m, đủ diện tích luôn nha cô chú anh chị Hoàng. Hẻm sạch sẽ, cao ráo, không ngập nước. $1.750.000 ha. Rồi cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị và bạn đang trở lại kênh bán nhà chính chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà ở hẻm 297 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Căn nhà này có chiều ngang là 3,5 m và chiều sâu vô là 6,5 m nha. Đó, nhà như thế này, nhà mới luôn ha. Mua bán thì sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Hả? Ở hẻm phía trước nhà mình đây nè. Đó, đường này thì ra hẻm 297 đường Tân Hòa Đông ha. Ngay chỗ đầu đường chiến lược á. Chiều ngang là 3,5 m nha. Đó, hẻm vô còn 4-5 căn nữa là hết nhà ha. Đây có cái ban công nè. Đó, căn nhà mình trên lầu này chiều dài là mình nhìn thấy hết chiều dài nè ha. Từ đây vô tới trong kia luôn là chia được thành hai phòng. Đó, hai phòng ha. Ở đây là cái nhà vệ sinh nó gió và đây là một phòng. Đây một phòng nè. Và đây thêm một phòng nữa ha. Phòng này có ban công ra ngoài luôn. Mình làm cái cửa ở đây thì thành hai phòng nha. Ở trên đây cái gì Vũ Hồng không biết, để Vũ Hồng lên thử thôi. Mà khó lên quá, thấy nút trên đây nè. À chắc là cái ban công nút trên đây ha. À nhà mình có cái ban công nút trên đây nè cô chú anh chị bạn. Đó, ban công nút trên đây nè. Ở cái cầu thang đi lên nè. Có cái cửa sổ ra ngoài luôn ha. Hẻm 297 đường Tân Hòa Đông ha. 297 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Ở đây là cái cửa sổ và đây là cái cửa đi ra ban công. Mình về làm cái cửa phòng ở đây nữa thành hai cái phòng ha, thành hai cái phòng nha. Một phòng phía trước và một phòng phía sau nè. Hai cái này sử dụng chung một cái nhà vệ sinh. Hai cái này sử dụng chung một cái nhà vệ sinh nha. Giá chủ đang kêu là 1.750.000 đồng nha. 1.750.000 ha. Ở đây là nhà vệ sinh nè. Sổ hồng mua bán ký công chứng sang tên ha. Đây cô chú chị bạn nhìn lại cái không gian nhà mình ha. Chiều ngang là 3,5 m và chiều dài là 6,5 m ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên nha. Cầu thang thì làm bằng cầu thang sắt. Đó, cầu thang sắt nha. Chủ nhà đang kêu bán là 1.750.000 ha. 1.750.000 nha. Thì đây là khu vực bếp. Và ở đây là chỗ rửa tay để máy giặt đồ ha. À, để máy giặt đây. Đây khu vực nhà vệ sinh. Hả? Nhà vệ sinh nha, đây học viên của lấy từ cái nhà vệ sinh từ trên xuống dưới. Chủ đang kêu bán căn này là 1.750.000 nha. Chiều dài này nè. Chiều dài là đủ 6,5 m luôn ha. À, điểm gạch cho cô chú chị bạn xem nè, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gạch này 40. Hả, 16 m với thêm nửa khúc này nữa nè, là 17. 17 mà nhân 4 thì ra hơn 6 m ha, ha. 15 m là 6, 15 miếng là 6 m, gạch 4 tấc mà. Đó, còn chiều ngang nè. 1 miếng. Bên đây qua đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 miếng như chút xíu, 8 x 4, 32, 32 với như đây nó là 3,3 m, với hai bức tường nó là 3,5 m ha, 3,5 m ha, ngang là 3,5 m và chiều dài là 6,5 m nha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên, nhà có hai lớp cửa, nó hẻm trước nhà nè, ở đây, ở phía trước nhà mình đây ha. Địa chỉ nhà mình là 297 sẹt 25 sẹt 12 sẹt 1 ha. $1.750.000 nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành với số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng quay xích ra ngoài cái đường vô ha.
Rồi vòng ra chút xíu ra cái đường đi phía ngoài nha. Đó, đường hẻm này không có ngập nước, có ngập nước không bác? Ở đây là không có ngập nước nha. Hẻm này thấy nhìn vậy là biết không ngập nước rồi. Đó đi ra ngoài đầu đường đó là quẹo ra ngoài là đầu đường hẻm chính nha. Nha. Đó, từ đó quẹo đây, vô đây không quẹo qua đây là tới nhà mình ha. Ngang là 3,5 m và chiều dài là 6,5 m nha. Sổ hồng ha, mua bán ký công chứng sang tên sổ đây. À, sổ mua bán nghiêm chỉnh nha. 3,5 m nhân cho 3,5 m nhân cho 6,5 m. Đủ diện tích luôn nha cô chú chị Hoàng. Hẻm sạch sẽ cao ráo không ngập nước. ₺1.750.000.000 ha. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành, số điện thoại 0933 797979 ha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn nha.